Mau xuất hiện đi, Diệp Sa dũng cảm. Mình rất cần bạn. Mau xuất hiện đi. Thưa chủ nhiệm, nếu không phải gia cảnh tôi thiệt sự khó khăn, tôi đã không nói với anh mấy lời này đâu. Tôi chẳng qua cũng bất đắc dĩ thôi. Thời buổi hiện nay làm ăn rất khó khăn, mọi thứ đều phải có tiền, giá cả lại đắt đỏ. À, chủ nhiệm, chủ nhiệm à, xin anh thông cảm giùm cho tôi mượn tiền trước đi. Cho anh mượn tiền trước à? 3 tháng nay anh chỉ bán được 1 chiếc xe. Theo bảng thành tích của công ty thì thành tích bán hàng của anh là thấp nhất đó. Anh còn kêu tôi cho anh mượn tiền trước nữa là sao? Báo cáo chủ nhiệm, xin chủ nhiệm cho tôi thêm thời gian đi. Gần đây tôi đã hết sức cố gắng rồi mà. Tôi đã không ngừng phát huy tinh thần và năng lực nghiệp vụ của mình. Ngay cả lúc tan sở về nhà tôi cũng cố gắng nữa. Tôi và bà xã đã cùng tìm hiểu kỹ thuật bán hàng đó. À, ngày mai là sinh nhật của bà xã tôi. Đây, chúng tôi muốn nhìn thấy không phải là sự cố gắng, mà là thành tích bán hàng của anh kìa. Dạ dạ tôi hiểu. Còn nữa, trên chiếc xe dính đầy dấu tay, lúc nãy tôi đã kêu anh lau sạch rồi mà. Dạ dạ được, lát nữa tôi sẽ lau thêm lần nữa mà. Tôi sẽ lau thật sạch bóng mà chủ nhiệm. Chủ nhiệm à, tôi... Cấp trên đã dặn dò tôi phải chú ý giám sát anh. Anh đừng hỏi mượn tiền lương trước nữa làm gì. Còn nữa, tôi chỉ có thể gia hạn cho anh thêm 1 tháng thôi. Nếu doanh thu tháng này vẫn không có gì thay đổi, tôi cũng không giúp được đâu. Dạ, cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm về, ngủ ngon. Cảm ơn chủ nhiệm. Thank you.
chia. Ông ơi, có cần tôi gọi xe cho ông không? Gọi xe gì? Tôi mà phải gọi xe taxi á? Không có biết cái gì hết. Tôi cho anh biết nè, anh bạn trẻ, với địa vị và thân phận chúng tôi, mỗi lần chúng tôi đi đâu cũng có xe riêng đưa đón. You know, chiếc xe riêng đó có nghĩa là nó là... Thôi nói với anh làm cái gì, anh đâu có hiểu đâu, vì nó đắt tiền lắm, anh mà biết cái gì chứ hả? Nhưng mà dạo này họ làm dữ lắm nha. Lái xe không được uống rượu, uống rượu thì không được lái xe hả? À, anh còn không gọi cho tôi một chiếc taxi đi. Ok. Ê, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đại ca. Tôi chỉ tính là lấy tiền lẻ trả tiền thôi, không có gì à, xin lỗi nha. Xin lỗi đại ca nha, không có gì. À, tôi xin lỗi. Thưa ông, taxi sẽ tới ngay, khoảng 5 phút nữa. 5 phút nữa hả? À? Tốt, hay lắm. Đừng có để phí thời giờ. Thêm một ly nữa được không? Hả? À? Nè, ly nữa đi. Rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Bia đi. Tôi không sai mà. Đâu sai đâu mà. Tôi không sai mà. Có sai đâu mà. Gái nè, tôi nói cho biết nè. Tôi không có uống sai gì. Thế ra tôi cũng biết được. Nhà tôi ở đây. Nhà tôi ở đây nè, không có sai đâu. Tôi về nhà. Ôi trời đất ơi. Cái gì vậy ta? Đổi ổ khóa nhà nữa. Mở cửa đi. Bà xã, mở cửa đi. Trời, bà nó, sao ông lại uống sai tới như vậy? Bà nó à, ông khỏe chứ hả? Ông có sao không? Trời ơi, sao vậy nè? Tôi uống sai rồi, tôi cho bà biết nha. Tôi sai là gì? Tôi đi giao tiếp mà. Tôi giao tiếp với ông chủ. Bà nên nhớ là một người đàn ông thành đạt là phải đi giao tiếp với ông chủ. Bà hiểu chưa? Phải đi giao tiếp. Được rồi. Ba nó. Có sao không? Nè. Ui. Vậy mới có tương lai chứ. Ông đừng có như vậy mà. Tôi đi uống tiếp. Tôi đi uống tiếp. Ba nó à, đứng dậy đi. Tôi đi uống tiếp à. Ui, đứng lên. Ba, đứng lên đi. Sập Thái, ba, ba con không biết làm sao mà uống sai như vậy nữa. Ba, ra đi, tôi đi uống. Ba, nó uống tiếp. Ba đứng dậy đi mà, ba. Ba, uống nữa. Ba, 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 đứng lên đi, đứng dậy đi. À, không có chuyện gì đâu hả? Phải rửa tay còn nghe bà nói nè. Thôi, cho bà phải rửa vô nhà đi. Tôi uống quá ít. Mình phải kiên cường, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, mình phải kiên cường lên. Vì mẹ mà kiên cường, vì ba mà kiên cường. Không có sai đâu. Vì mình là Sam Thái, mình là cỏ dại Sam Thái. Không có sai. Vô đi. Ba, con lấy túi hồ sơ. Túi hồ sơ của tôi đâu rồi? Phải nhớ xem chừng nhà cửa và xe cổ giúp bà đó.